Hello anh em nha. Đây này, cho anh em tham khảo thôi nha. Này chim tơ của hướng máy anh em. Hàng này hàng đang mới nhà tự bào chế anh em. Sự kết hợp với gió tòng và CD30. Này là con của máy 20k anh em. Tống thì tống gió tòng nha. Đó. Tướng đã chưa, bánh lửa luôn nha. Lòng này lòng 41 em bự lắm nha. Con này chơi chưa mạnh nè. Dòng này thì dòng máy này chạy hơi chậm chơi nha. Đó, để họ chèn clip chim này mới mở miệng cho anh em nghe. Tiếng khủng lắm nha anh em. Bài dữ lắm nha. Mấy anh chê chim này chim kia mà đăng mà cứ bình cái bài này cũng đăng ký làm như đăng ký YouTube của em hay gì á. Vô xem hết trơn à. Đó, em vô xem đi thoải mái. Nhát nha anh em. Chưa bo đâu. Con này bo sơ sơ rồi, nó tự chân mà nó thì giữ chứ chưa cho mạnh em. Đó. Đi quay gặp bố mẹ nè. Anh em xem cái clip của nó chơi ở phía sau nha. Rồi mới 20k nè anh em. Mẹ nó đó. Mới nở nè. Rồi. Chú nha. Chung chim coi tiền nào của đó nè em ơi. Đây. Bye. Cha mẹ đó anh em. Rồi để em chạy clip của con chim non nói sao video nha. Cho anh em tham khảo, hôm nay có nhiều anh em hỏi chim non mà dòng nào mà điện á anh em. Thế này này quay từng cặp bố mẹ cho anh em xem. Đó. Chim con bò bài khá lắm nha anh em. Tương lai nó sẽ giống như DC30 nhưng mà âm nó lại khác nè, âm hơi khác. Đây trống DC30 nè anh em. Ghép với máy chiêu gù nha. Máy CG37 đó. Chim thì xấu xấu vậy thôi. Điện hay không tự anh em biết nha. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Anh em cần chim non dòng này alo em nha. Cặp bố mẹ này ngoài 50 nha anh em. Thank you.
tơ. Cũng còn vui anh em ơi. Tơ. Thấy không? Nha. Công nhân ta làm nè. Chung chim cò mãn chim cò này chơi vui không anh em. À. Nhập về ở đổ chơi anh em, mà thích hợp thì chim thích hợp để chơi nha anh em. Chứ còn ngoại ra mình có công việc khác, không ở không đâu anh em ơi. À không? Đồ rạc. Đồ nghiệp quá ha, lầm lòng nữa nè, tá lả nha anh em. Chứ phải là ngàn á, không đi bình luận tầm bậy tầm bạ nha anh em. Cu cò này là chỉ đam mê thôi, đam mê lúc 12 tuổi tới giờ nha. Bao la nè. Chứ còn như đây phần nữa anh em. Chứ còn ngoài ra là không có chiên gì cu cò không nha anh em. Chuồng trại là mình tự thiết kế tự làm luôn anh em nè. Này tự bươn mình luôn á. Chứ ba cái phụ kinh cái khung này lên dựng thôi. Lưới là tự bao luôn, bao tới nóc luôn nha anh em. Mấy dàn chuồng này khoảng bộn á. Sơ sơ như chuồng không mà thấy ngoài 20 đây nè. Mà tự làm nha, chưa không có tiền công á. Không có tiền công không biết bao nhiêu tiền nữa. Cảm ơn anh em, chào anh em nha, cảm ơn anh em xem hết video.